Thưa quý vị, dịch COVID-19 chuyển hướng xấu tại Việt Nam. Sau gần 100 ngày không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, với tình trạng xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, tốc độ lây lan nhanh. Thời điểm này, quy trình phòng chống COVID-19 được các cơ sở y tế cả nước, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, triển khai ở cấp độ cao hơn giai đoạn phòng chống dịch trước đó. Tập trung hơn cả là công tác khám sàng lọc, khai thác yếu tố dịch tễ nhằm phát hiện sớm, cách ly kịp thời mọi trường hợp có yếu tố nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2. Khi Bộ Y tế công bố ca COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7, Phòng khám Đa khoa Bình An ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tái khởi động quy trình phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, chặt chẽ. Tất cả bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại phòng khám đều phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay và được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng khám. Nhân viên y tế cũng tiến hành khai thác thông tin đi lại của bệnh nhân để phân loại và hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục khai báo những thông tin y tế cần thiết. Những người bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân tới đây có yếu tố dịch tễ, tức là tới những cái vùng mà đang có dịch tễ của COVID-19 đó, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho người bệnh là một là khai báo y tế tại chúng tôi, thứ hai là khai báo y tế hướng dẫn về địa phương, hoặc là chúng tôi sẽ hướng dẫn luôn khai báo y tế online và người ta về người ta có thể hướng dẫn lại người nhà, nếu ai trong người thân người ta có yếu tố dịch tễ thì người ta sẽ khai báo y tế luôn. Tại bệnh viện Bà Rịa, quy trình phòng chống COVID-19 được siết chặt từ hôm 29 tháng 7. Mọi trường hợp đến bệnh viện khám chữa bệnh đều phải rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo thông tin y tế, sau đó mới vào các khoa khám bệnh. Những trường hợp có dấu hiệu bệnh lý hô hấp sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn theo lối đi riêng đến khu vực khám riêng tại khoa nhiễm của bệnh viện. Tại khoa khám bệnh, bệnh nhân ngồi cách nhau trên 1 mét. Bệnh viện Bà Rịa hiện cũng tạm ngưng hoạt động thăm bệnh. Mỗi bệnh nhân cũng chỉ có một chăm nuôi. Thời gian thay đổi người chăm nuôi bệnh chỉ thực hiện vào thời điểm duy nhất 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày và người nuôi bệnh cũng phải qua kiểm tra sức khỏe, cung cấp đầy đủ thông tin y tế. Bệnh viện là cái nơi mà đi đầu về y tế thì họ phải có những cái biện pháp để giúp đỡ người dân hiểu được, ý thức được và người dân chung tay để làm cho tốt đi. Mình vẫn rất là sợ dịch đó, chỉ không chỉ cá nhân mình mà phải cho gia đình nữa, bản thân mình đó, thì mình chủ động mình khuyến khích gia đình từ lớn cho đến nhỏ khi ra đường là phải mang khẩu trang và thường sát khuẩn, rửa tay thường xuyên để mà bảo vệ cho mình và tất cả mọi người. Rất là yên tâm, bệnh viện này tốt, xử lý những cái công việc rất là tốt, vô thì cũng rửa tay, cũng đo thân nhiệt và sát khuẩn. Bệnh viện Bà Rịa là cơ sở y tế duy nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện bệnh viện đang điều trị 18 bệnh nhân COVID-19, nên quy trình phòng chống COVID-19 càng được bệnh viện Bà Rịa đặc biệt chú trọng. Tôi đã cách ly khu vực đó và túc trực bảo vệ thức trực 24/24. Tại khu đặc biệt thì chúng tôi đang có thứ nhất là một bác sĩ điều trị, một điều dưỡng chăm sóc và theo dõi nhiệt độ mạch và nhiệt độ mạch huyết áp ngày 2 lần, sáng và chiều theo đúng quy trình của phác đồ của bộ. Ekip này ở đó 14 ngày, sau 14 ngày thì về cách ly tại nhà 14 ngày và tự theo dõi sức khỏe. Theo Sở Y tế, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tái khởi động quy trình phòng chống COVID-19 theo hướng phân loại, sàng lọc người ra vào bệnh viện ngay từ đầu. Yêu cầu này được thực hiện rất chặt chẽ, ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch bệnh trong bối cảnh liên tục xuất hiện ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương.